Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ tư nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món còn lại nữa ha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh nha anh em. Đó, tất cả là đồ green, tháo xe. Cái gì mua được bằng tiền thì cái đó đều rẻ nha. Rồi, đầu tiên em bán một cái đế đèn hậu nè, rất là đẹp. Đế đèn hậu của hàng đèn vuông nha. Đó, cái đế này em bán giá bộ đội cho anh em là 300 ngàn thôi. Quá rẻ ha. Nhiều khi xe ở nhà bị gãy cái này thì mua về hai vô. Với cái phần này anh em nó còn sơn bạc đẹp nè, thì khi cái đèn nó sáng á, khi cái đèn nó cháy thì nó sẽ rất là sáng nha. Có nhiều cái nó bị tróc sơn anh em. Đó, 300 ha, bóng đèn zin đàng hoàng nha anh em, rất là giá trị, quá đẹp ha. Hai tim còn đủ luôn nha, đó anh em thấy không, hai tim còn đủ luôn nè, full HD 300 ngàn. Rồi đây có một cái ba ga mũi cũng còn rất là ok nha, cái này em bán là 300 ngàn, 300 nha anh em, một cái ba ga mũi. Đối với ba ga thì anh em gắn đèn vuông, đèn tròn như nhau hết, xe 50, 70 gì gắn cũng được hết á. Đó, 300 ngàn nha anh em. Rồi đây có một cặp cốt của hàng đời cao, cặp này em bán là 500 ngàn, rất là đẹp luôn, Sirin 7 màu. Đó. Đời cao nha anh em, đời cao có nghĩa là sau năm 93 nha, sau năm 93 thì có thể là nó xài chung hết. Còn trước 93 thì nó xài cái con tán trẻ ha, rất là mới luôn, 500 ngàn nha anh em. Rồi đây có một bộ bao tay 86 rất là đẹp nè. Nói chung là đèn tròn là xài chung 86 với 81 đó, mềm dẻo nè, luôn ống gà mới tinh. Cái này em bán là 400 ngàn nha, nó có trầy đầu nhưng mà anh em thấy không, mới tinh luôn, mình lên xe rất là đẹp luôn, chứ nó còn mềm á, anh em thấy không, mềm xèo luôn. Thích hợp 81, 86 nha, quá đẹp, 4 xị thôi. Rồi đây có một cái đùm sau của hàng 89 nha. Cái đùm này em bán là 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn đùm sau nha. 89 hoặc là 86, anh em về thì xài chung hết. Bố hắn rin nè, bạc đạn rin. Nói chung là rin 100% nha anh em, giá có 5 xị, quá rẻ ha. Bạc đạn là đủ tiền rồi. Rồi đây có một cái đùm của hàng 84, nói chung là những cái dòng cúp đời hấp 50 xài gánh. Nói chung đèn vuông mà đời hấp á anh em, 50 á. Cái đầm này em bán là 600 ngàn, nước sơn riêng đẹp. Đẹp nha anh em, cái này rất là đẹp. Cái này là đẹp rồi. 600 ngàn nha. À, quan trọng nhất là cái nhông km này nè, hoặc là bố hắn nè. Tại vì mua hoài không có. Ví dụ mua nguyên cái đầm này về, xe mình bị hư nhông km thì mình cứ ập cái má đầm cho mình xài. Mình xài một thời gian, chừng nào mà cảm thấy là tăng bua của xe nhà bị mòn quá thì mình mới lấy cái này mình để dành mình ra mình rút căm lại, hoặc là anh em cứ ập cái má đầm vô xài, rồi đến khi nào mà đi rút căm thì đem cái này ra cho người ta rút ha, khỏi mất công, tại vì cái này ít khi nào bán lẻ lắm. 600 ngàn thì về xài cái này, rồi khi nào rút căm thì xài tới cái này, nói chung đâu cũng vào đấy thôi, 600 nha. Rồi đây có một cái bộ cốt rất là đẹp, cốt Sirin, cái bát thắng nha, Sirin xuất sắc nha, này cực kỳ đẹp đó, bát thắng trước nè, cực kỳ đẹp luôn. Cái bộ này em bán là 1,2 triệu nha, rất là đẹp, thích hợp cho anh em về vô 81, 86, DD ngay hại luôn đó, rất là đẹp ha. Bộ này thì anh em về vô DD cỡ 100 triệu dư sức nha anh em, tại vì xe DD mà ở Việt Nam nếu tầm 100 triệu thì cỡ này thôi, chứ không có đẹp hơn, đẹp hơn là xe dọn lên đó. Chứ xe mà ở Việt Nam thì cỡ này là gọi là xe cọp, dư sức nha. 1,2 triệu anh em lấy thì em cho luôn mấy cái móc chọt qua nha, tại vì nhớ dặn em nha, lấy thì em sẽ bỏ mấy cái móc cho anh em về để vô nhìn cho nó đẹp. Rồi đây có một cái bộ giò gà của hàng Custom 50. Cái bộ này thì xài gánh nha anh em, Custom 50 xài gánh, bộ này em bán cho anh em là 800 ngàn thôi đó, 800 thôi nha, đầy đủ ốc nè. Cái này có xịt nhẹ miếng bạc nha anh em, cái này đối với anh em mà xài xe 81, 86 anh em về đây, về lấy cái chìa khóa mở cái này ra, rồi dặn con vít ra lấy cái cửa xe nhà đó anh em để vô là xài như nhau thôi, tiết kiệm chi phí nha. Có 800 ngàn à. Được cặp lò xo nè, ốc nè đầy đủ nha, đỏ lồng đèn đầy đủ nè. Đó, anh em mà xài Custom hoặc 81, 86 á, những cái dòng 70, 90 thì anh em cứ cái bên đây thì anh em để nguyên. Đó, cái bên đây thì cứ để là để nguyên xài nè. Còn cái bên đây thì gỡ ra hai cái cửa này thôi là xài. Giá rẻ mà, còn anh em muốn chơi đồ nguyên bản thì nó tầm 1,2 triệu đổ lên. Còn cái này thì về lấy là cái cửa cũ xài là có 800.
Rồi, một cặp bao tay đèn vuông. Cặp này em bán giá bộ đội luôn là 200, mềm xèo luôn nha, mềm, nói chung rất là mềm. Cái ống gà không là đủ tiền nha anh em. Cái ống gà rin á thì anh em dặn nó không có bị đứt bậy bạ đâu, còn ống lô dặn thời gian là nó đứt bậy bạ. 200 ngàn nha. Rồi. Rồi ở đây còn ba cọng dây nè. Gồm nè, dây km, dây ga và dây thắng. Ô lộn, dây kéo e, ba cọng em bán là 300 ngàn, quá đẹp luôn ha. Dây ga nè, dây km nè. Cái này đời cao nha anh em. Sau 593 nha. Đó, em bán là em có nói rõ nên anh em mua mà bị lộn nữa là do anh em thôi, tại vì hoặc là anh em trước khi mua cái chụp hình chiếc xe gửi qua cho em coi là em biết liền à. Tại vì mua mấy cái này phải đúng nha anh em, mua về không đúng là ráp không vô mất công lắm. Mà bây giờ xe phải coi số 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 máy mới biết được nha. Tại vì xe Việt Nam nó làm đầu gà đít vịt nó ráp tùm lum hết. Chỉ cần nhìn trong cái tờ giấy nhìn số máy số sườn là biết xe cái chính xác đời gì rồi. Còn anh em mà nhìn theo cái hình ở ngoài là trật lắc liền, tại xe Việt Nam tùm lum hết. Rồi đây còn một cái dè 86 xanh dưa. Cái loại này là nhựa đổ ra luôn, em bán là 800 ngàn. Đó, anh em mà xài cái này thì khỏi sợ trầy sơn ha, tại vì nó bị trầy thì mình về mình đánh bóng là xong. Nó rất là dẻo nữa, với cái nhựa này nó dẻo lắm. 800 ngàn nha, không nứt bể gì hết. 800. Rồi đây còn một cái bộ ổ khóa đây, ổ khóa đời hấp. Đó, cái bộ này em bán là 900 ngàn, bao gồm nè, nắp xăng nè, xúc xắc. Ổ khóa điện nè, không lỗi. 4 dây nha anh em xài 81, 86 là ngang hại luôn. Đây là ổ khóa cổ. Còn đây là ổ khóa nón, còn luôn cái tem màu vàng rất là đẹp. 900 ngàn nha, chìa thì chìa này là chìa đời hấp nha, rất là đẹp, 900 ngàn. Rồi ở đây em còn một bộ câm. Đây, bộ câm này em bán là 1 triệu 2 nha, rất là đẹp. 1 triệu 2 nha anh em, cái này thì vô xe là vừa nha anh em. Cái bộ anh em mua mắm vô, mua mấy cái bộ 2-3 triệu về mà xe mình không đẹp thì vô rất là kỳ. Bộ này thì vô xe là vừa y luôn, 1 triệu 2 thôi, chân nè. Đó, 1 triệu 2. Rồi ở đây còn cái một cái hùng xăng C50 nha, nhưng mà đối với hùng xăng thì 50 70 như nhau, nó chỉ khác cái số 50 này thôi. Muốn về bôi cái số 5 là xong. Cái hùng này em bán là 500 ngàn, nước sơn rin, báo xăng rin nè, ống xăng rin, nói chung là rin hết, không một lủng gì hết, 500 ngàn thôi. Rồi đây có một cái niền Futaba màu coi nha. Cái niền này em bán cho anh em là 600 ngàn, để coi. Đây, tháng 8 năm 90 nha anh em. Là niền này thì anh em gắn bánh trước nha, tại vì niền 1.2 thích hợp cho anh em về vô DD hoặc là 86 70 á. Đó. 600 ngàn thôi nha, không một lủng gì hết nha. Giá im, niền Futaba mà 1.2 nó khó kiếm hơn là niền 1.4 nha anh em. Anh em cứ để niền 1.2 nó hiếm hơn. Nè, Futaba nè, 1.2 nè, đã tháng 8 năm 90 ha. Bên trong nè anh em nhìn nè. Gần như mới luôn ha. Đó. 600 ngàn thôi nha, giá rẻ. Cho anh em về vô DD hoặc 81, 86, 70 gì đó. Gần như mới luôn. Rồi anh em cần món nào thì cứ alo em nha. Chào anh em.